Hello, xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo của kênh Nhà Đất Giá Rẻ. Hiện tại yêu cầu đất ở cho những người có thu nhập thấp muốn xây dựng nhà ở ra riêng hoặc trồng mấy ký đang rất là cao. Việc sở hữu cho mình một lô đất để có cái để ra riêng thì cho những người thu nhập thấp rất là khó khăn. Với những lô đất nằm tầm giá từ 500 triệu trở lại đang rất khó tìm là tại thành phố Tam Kỳ. Thể theo nguyện vọng đó, hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người một khu đất gồm có 6 lô nằm tại phường Hòa Thuận thuộc thành phố Tam Kỳ, cách trung tâm thành phố khoảng 3 km. Và chúng ta cùng bắt đầu đi vào chi tiết mô tả lô đất nhé. Tôi đang đứng ở ngã tư đường Trương Lê Vương và đường Hùng Vương. Tôi sẽ bắt đầu đi từ đây để lên lô đất. Mọi người cùng đi theo tôi nhé. Đây là ở khu vực ngã tư Trương Lê Vương và Lý Thường Kiệt, hay là Trương Lê Vương và Lý Thường Kiệt. Hiện tại chúng ta đang di chuyển tới ngã tư Nguyễn Hoàng và Trương Lê Vương. Nguyễn Hoàng là đường tránh của quốc lộ 1A. Đây là khu vực khu công nghiệp Thuận Yên nha mọi người nha. Là hiện tại là cũng có rất nhiều công ty đang xây dựng và làm tại đây. Và kết thúc khu công nghiệp, mình đi theo con đường đi vào chùa Đăng Yên. Nghe mọi người nha. Chúng ta đi ngay về cái chùa Đăng Yên này. Rẽ phải nghe mọi người nha. Rẽ trái nha mọi người. Đi ngay qua chùa Mẫu Giáo Bình Minh nè. Tới cái ngã ba này mình sẽ trai tiếp đã đi vào khu đất. Rồi đây, đây là khu đất của ta đây. Đây là khu đất tôi muốn giới thiệu cho mọi người. Đó là rồi đi ngà chứ. Đây là vị
thấy là lô đất là khu đất này là cách trung tâm thành phố Tâm Kỳ khoảng 30 km, nằm tại phường Hòa Thuận, thành phố Tâm Kỳ, gần với cái khu công nghiệp Thuận Yên mình mới vào đó. À, các con đi cũng xuống quốc lộ 1A thì cũng gần. Này, đây là công viên bên trong lô đất mọi người nha. Khu đất này được phân làm 6 lô liền kề. Mỗi lô có diện tích là 6 x 18. Trong đó có 100 mét đất ở, còn lại là cây lâu năm. Nó khu này nó đã bón hơi lâu rồi mọi người nha. Đây, hình nhớ rõ ràng. Tất cả đều có bì hồng, sổ hồng, pháp lý rõ ràng. Đường bê tông đi vào đây, đường bê tông đi vào lô đất là khu đất này là 2 mét. Mật độ dân cư tại đây theo mình nhận định là cũng khá ổn. Đông cũng không đông lắm, nhưng mà thưa thì cũng không thưa lắm. Ở đây thì có gần các trường học, trường mẫu giáo như Bình Minh khi nãy mình mới đi qua đó, có trường mẫu giáo Cỏ Mai nữa. Trường tiểu học thì có trường tiểu học Nguyễn Hiền. Về cơ sở hạ tầng y tế thì từ đây cũng có thể di chuyển xuống khóm chữa bệnh, có trung tâm y tế lớn như Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, rất thuận lợi. Cái này là có hướng Tây Bắc mọi người nha. Đây thì thế này, bên này là nó mát nhòa của họ rồi. Hiện tại khu này theo mình được biết là còn cả khoảng 4 lô thôi, giá dao động mỗi lô thì nằm tầm 430-500 mọi người nha. Nó nằm phía trong đó, nằm phía trong là nó giá nó thấp hơn phía ngoài này nha. Phía ngoài này thì gần đường chính thì nó giá nó cao hơn xíu, cũng không bao nhiêu. Mọi người thấy thông tin mình chia sẻ đó là hữu ích thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo giới thiệu cho mọi người những cái lô đất rẻ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.